Ủa không thích luôn. Không thích. Ủa có con cáo lửa hả ta? Con cáo lửa là con cáo đầu tiên mình đánh. Không nhớ luôn. Không nhớ là mình từng gặp con cáo lửa không? Biết con Night Fox thôi vô. Có thể tâm skip. Là bọn tôi phải đánh hết chứ. Skip nó đâu cho, nó đâu cho thì cũng nhớ. Chắc lâu lắm rồi. Nó đâu có bị phạt, nó giống như cái gì đứa đến nhà nó đâu có đánh không cho nó xem. Cho nó skip vào đó luôn. Nó đó giờ cũng vậy đó. Đâu có vậy. Chỉ có cái nhìn nhìn hấp nhận. Có vẻ sẽ không sợ hấp nhận. Nhớ con này là lúc mà đi giết tay con thấp tướng tà đó. Nó nhanh nhảy lên đạp xuống cái mà đi luôn. One shot. Đó, em có sập các bạn. Có sập đụng quá. Nó có one shot. Con này one shot mà lỗi luôn rồi. Lý luận này chặt gì đâu ai cãi được. Bấm lộn cái bơm. Hôm nay nếu mà không không lên đi quốc lý xong nghỉ rồi. Batan này chắc là mình đi sớm được. Tại vì Batan này không được, không đi chung lắm. Nhưng mà Batan thì giờ nó không còn là khó nữa. Batan này bớt. Đi bớt là được. Tiếp đây là bây giờ Batan đi bằng ghia duy đam nữa không chỉ là duy con ghia bay cái bơm nha,
mình hỏi Discord nào, Discord Vinaho ha.